Chào cả nhà đến với Lạch Tray 24 giờ nhá. Hôm nay mình lại tiếp tục review check-in tiến độ công trình sân vận động Lạch Tray cả nhà nhá. Hôm nay là các bác thợ đã làm đến gần cuối tiến độ rồi. Chỗ phần trên thì chưa làm nhưng ở phần dưới là bắt đầu sơn kẻ vạch rồi. Mình zoom lên của nhà xem nhé. Đây, đây các thợ đang làm đấy. Tiến độ thì cảm giác cũng hơi chậm một chút nhưng mà dù sao đến tháng 7 vẫn kịp thời để cho sự kiện V-League. Khó sân sau cả nhà nhé. Những chỗ nào mà phía trên thì phải dùng cần cầu rồi, dùng cần cầu để mà sơn. Khu vực này khó nhất, khu vực này sẽ khó nhất tại vì sao? Tại vì nó là liên quan đến khu chợ. Đấy, chợ dân này, chợ dân sinh này, chợ Trung Nam này. Điều này rất là khó khăn cho xe cần cầu để tiếp cận vào sơn khu vực này. Đấy. Chắc là chỗ sơn bên trên rất nhanh hơn thôi. Vì chỗ khó nhất thì cũng đã làm rồi. Bên trong quét rồi. Mặt ngoài là chờ cần cầu là sẽ hoàn thiện thôi. Thời gian chuẩn tập vất vả thật để được một cái sân vận động Lạch Tray siêu đẹp thì cần có thời gian.